Xin chào các bạn. Trong video này, thể thao giải trí tổng hợp xin gửi đến các bạn kết quả xét tuyển đại học 2020-2021 dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi đánh giá năng lực là kỳ thi riêng do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và kỳ thi này vừa được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2020 tại 4 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bến Tre và An Giang, với 44 điểm dự thi và có 67 đơn vị đại học sử dụng kết quả này để xét tuyển đại học. Các thí sinh ở từ Quảng Ngãi trở ra Bắc sẽ thi vào đợt sau. Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với điểm tối đa là 1.200 điểm. Sau đây là kết quả trúng tuyển Đại học 2020 của một số đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi Thể thao Giải trí Tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn may mắn và thành công. Mời các bạn xem điểm chuẩn vào Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh có điểm trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất đạt 1.118 điểm, và ngành lấy điểm cao nhất là ngành khoa học máy tính lấy 927 điểm. Mời các bạn tiếp tục xem video. Các bạn đừng vội thoát nhé, vì ở phía sau sẽ còn tiếp điểm chuẩn của 3 trường nữa, đó là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Công nghệ Thông tin và trường Đại học Kinh tế Luật ở phía sau video. Chúc các bạn thí sinh và các bậc cha mẹ, phụ huynh sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video và đăng ký đồng hành cùng Thể thao Giải trí Tổng hợp. Tiếp theo là điểm trúng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên với 1.485 thí sinh trúng tuyển.
Và đây là điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành lấy điểm cao nhất là khoa học máy tính 900 điểm, kỹ thuật phần mềm và công nghệ thông tin lấy 870 điểm. Toàn là những ngành liên quan đến công nghệ máy tính. Và cuối cùng là điểm chuẩn vào trường Đại học Kinh tế Luật. Hai ngành lấy điểm cao nhất là Kinh tế Đối ngoại và Kinh doanh Quốc tế 930 điểm. Trong khi đó, ngành Kế toán thấp nhất 730 điểm. Các bạn nhớ nhấn đăng ký theo dõi thể thao giải trí tổng hợp hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe và thành công.